Chào anh em, với công nghệ hiện nay, với thời điểm hiện tại, anh em nào chơi lô đề, chốt thua tha, thì nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Đấy. Thì phần mềm này có thể là chỉnh sửa được tin nhắn Zalo, tin nhắn SMS. Sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm này. Thì trước khi test phần mềm, tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì sau đây tôi sẽ vào Zalo, tôi sẽ nhắn cái nội dung tin nhắn này anh em nhé. Rồi tôi chỉnh sửa, tôi sẽ đánh là lô 22 đấy, 33 nhân 1.000 điểm, 1.000 điểm anh em nhé. Đấy. D 44 anh em nhé, nhân 5 triệu, nhân 5 triệu này, ok anh em này. Đấy, tôi sẽ gửi sang cái máy chủ lô anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi gửi sang thì chủ lô đã nhận được cái tin nhắn của mình. Đấy, tôi sẽ mở cái máy chủ lô ra anh em nhé. Anh em này, đấy, anh em chú ý mốc thời gian là 17 giờ 16 phút đấy, ngày 11 tháng 1 2020. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy ok lại anh em nhé. Đấy, copy ok lại cho mình anh em nhé. Đấy, họ sẽ gửi sang vào máy phần mềm của mình anh em nhé. Đấy, thì trước khi là chưa chỉnh sửa, đấy, tôi sẽ cho anh em xem hai cái nội dung lúc chưa chỉnh sửa ban đầu. Đấy, lô 2233 1.000 điểm, đề 17, đề 44 nhân 5 triệu vào lúc 17 giờ 16 ngày 11 tháng 1 2020 anh em nhé. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, cái mốc thời gian bắt đầu gửi và sau khi chỉnh sửa vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu anh em nhé. Thì bây giờ là 1 phút 53 giây, đấy, 54 giây, tôi sẽ để là 3 phút tôi sẽ chỉnh sửa. Anh em nào có sân chơi hoặc anh em đang thua tha về lô đề, anh em tận dụng cái công nghệ 4.0 lúc này, anh em đảm bảo với anh em sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Đấy. Thì thông thường chủ lô luôn luôn là người thắng cuộc. Với công nghệ như bây giờ, anh em có sân chơi, anh em tận dụng cái phần mềm đấy, với thời điểm hiện tại anh em nhé. Đấy, vì thời điểm này đấy, công nghệ này mới ra, anh em chớp được cơ hội anh em chơi anh em nhé. Bây giờ 2 phút 33, đấy, tôi sẽ để là 3 phút tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, là cái mốc thời gian bắt đầu gửi và sau khi chỉnh sửa vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu. Thì anh em nào quan tâm đến phần mềm, anh em gọi trực tiếp 0924384 7. Đấy, công ty dùng cái số điện thoại duy nhất anh em nhé. Cái số điện thoại này thì công ty mới có trách nhiệm bảo hành cho anh em. Đấy, phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net là trang website của bên trung tâm chúng tôi. Anh em vào, anh em tham khảo và học cách sử dụng phần mềm anh em nhé. 3 phút 10 giây rồi. Thế bây giờ tôi sẽ bắt tiến hành chỉnh sửa. Đấy. Tôi sẽ vào phần mềm anh em nhé. Đấy. Thì cách chỉnh sửa của nó thì cực kỳ là nhanh thôi anh em nhé. Anh em chỉ cần vào phần mềm. Đấy. Anh em xóa cái nội dung tin nhắn muốn chỉnh sửa rồi thay thế vào đó cái nội dung chỉnh sửa. Rồi anh em gửi thì máy sẽ tự đồng bộ hóa giữa hai máy anh em nhé. Bắt đầu tôi chỉnh sửa, anh em chú ý cái máy chủ lô này. Đấy, nó sẽ không sáng đen. Bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy. Ok, tôi đã chỉnh sửa xong. Thì bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy đấy, cái nội dung tin nhắn nó đã được thay đổi và giờ nó còn giữ nguyên không anh em nhé. Đấy. Tôi sẽ mở hai Zalo ra này. Đấy, cho anh em xem này. Đấy, cái nội dung tin nhắn này. Đấy, vào lúc 17 giờ 16 ngày 11 tháng 1 2020 anh em nhá. Đấy, họ copy lại lúc 17 giờ. Đấy, 17 giờ 17 anh em nhá. Đấy, lô đã được thay đổi, thời gian vẫn giữ nguyên mốc thời gian ban đầu. Anh em nào quan tâm phần mềm, anh em gọi trực tiếp vào số 0924384 7.
Cảm ơn anh em đã xem clip.